cực âm hàn vào cực dương của bên này, cực dương hàn vào cực âm của bên này, đúng không ạ? Thì tí nữa em sẽ kết nối cái dây này vào cục đầy để cho các bác biết nó bị nguy hiểm như thế nào nhá. Nó sẽ bị tiêu hao năng lượng, thực ra là nó bị triệt tiêu âm thanh giữa loa, các loa với nhau ấy các bác nhá. Rồi, cái đấy tí em sẽ nói sau. Chúng ta lại tiếp tục so sánh giữa cái việc mà khi mà các bác kết nối nhiều cục đẩy mà nghe nó nhỏ hơn ấy, thì em sẽ chứng minh cho các bác có khả năng nhé, có khả năng các bác đã trong cái lớp dây mà các bác linh với nhau xuống cục đẩy ấy, thì có khả năng là có một sợi dây nào đấy bị dây rất là nhì nhằng nha các bác, nhiều cục đẩy ấy, nhì nhằng vãi luôn ấy. Đây rồi, con thay cái dây này các bạn anh. Đây. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Vâng, xin chào các bác đang quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Khang Phú Đạt Audio. Hôm nay tiếp tục cái link video về kết nối nhiều cục đẩy với các bác, thì em lại làm thêm một cái video nữa. Đấy là để giải đáp những cái thắc mắc của các bác đã để lại dưới phần comment của cái video đấy, đúng không? Có một bác khán giả để lại cái vấn đề đấy là khi chúng ta kết nối nhiều cục đẩy với nhau ấy, thì nó sẽ bị suy hao tín hiệu, đúng không? Dẫn đến là nghe cái âm thanh nó nhỏ đi, âm thanh không chất lượng. Hoặc là có một bác để lại cái comment nữa là có thể kết nối 3 cục đẩy thì được, chứ còn nếu mà kết nối nhiều hơn 3 cục đẩy thì tín hiệu nó sẽ bị suy hao đi và làm cho cái âm thanh của loa nó sẽ kêu nhỏ hơn, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay em sẽ giải đáp thắc mắc hai cái vấn đề đấy. Nếu các bác thấy cái video này hay và hữu ích, các bác yêu mến bọn em thì cho bọn em một like, một lượt đăng ký kênh và cũng luôn cái chuông bên cạnh nhé, vì sắp tới bọn em sẽ ra rất là nhiều video để chia sẻ cho các bác. Nhưng mà nếu bọn em nói gì trong video nó sai hoặc là có gì nó chưa được hoàn chỉnh, đúng không ạ, thì mong các bác sẽ để lại ý kiến dưới phần comment nhé, bọn em sẽ tiếp thu và cố gắng để cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Và bây giờ xin mời các bác đi vào video. Và trước tiên thì em sẽ giải đáp một bác có để lại cái comment là khi chúng ta linh nhiều cục đẩy với nhau thì nó sẽ bị suy hao tín hiệu, đúng không? Cái đây có thật các bác nhé, cái đây nó rất có. Với là như thế nào ạ? Khi đơn giản nhất là khi chúng ta chỉ cần một cục đẩy thôi, nhưng mà chúng ta đem một cái dây tín hiệu rất là dài, dài vô tận, đúng không? Chúng ta kết nối từ mixer vào cục đẩy thì chắc chắn nó cũng đã bị suy hao tín hiệu rồi, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là các bác có bao giờ nhớ đến các bác có nghĩ đến cái dây kết nối là cái dây ăn ba lăng và dây ba lăng, đúng không ạ? Đúng không? Đây, cái dây ăn ba lăng và dây ba lăng, đúng không? Ví dụ như nếu mà chúng ta hàn ở hai cái đầu rắc, hai cái đầu rắc canon, đúng không ạ? Hai cái đầu rắc canon, chúng ta chia cực như thế này, đúng không ạ? Thì nó sẽ gọi là cái dây ba lăng các bác ấy. Dây ba lăng thì với những cái dây mà chúng ta chia cực ra như thế này ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta kéo được dài cái dây tín hiệu ra và có thể kéo đến tận 150m cơ, là dây tín hiệu á. Thế nên là khi mà chúng ta làm cái dây tín hiệu chúng ta cũng phải để ý, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta hàn ba cực tách biệt thì sẽ giúp các bác có thể kéo được cái dây tín hiệu ra rất là dài. Nhưng mà nếu mà chúng ta hàn cái dây bình thường mà hàn có hai cực thôi ấy, giống như mà hàn có đầu 6 ly như này, thì chắc chắn là cái dây tín hiệu chúng ta sẽ không kéo dài ra được. Thứ nhất là nó sẽ bị suy hao tín hiệu, và thứ hai nữa là nó sẽ bị nhiễu nhiễu các bác nhé, nhiễu phôi ấy, đúng không ạ? Rồi việc thứ hai khi mà bị suy hao tín hiệu đấy các bác, lý do tại sao chúng ta biết không? Lý do tại sao mà có những cái rắc canon, đúng không ạ? Có những cái rắc canon nó rất là đắt tiền, đúng không ạ? Ví dụ như rắc chính hãng của hãng Newtrick thì nó hình như đâu đấy tận 250.000, đúng không? 250.000 một cái rắc. Và có những cái rắc tín hiệu nó lại đắt tiền hơn nữa, đúng không ạ? Nó rất là đắt tiền. Thì cái rắc kết nối kém chất lượng các bác nhé, cái rắc kết nối mà kém chất lượng cũng là một vấn đề gây ra suy hao tín hiệu các bác nhé, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết là những cái chất liệu kim loại nó dẫn tín hiệu thì khác nhau, đúng không? Vàng thì nó sẽ dẫn khác, rồi là đồng khác, rồi là bạc khác, nhôm khác, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái chất liệu để làm nên cái rắc tín hiệu cũng là rất rất là quan trọng. Bởi vì theo em được biết thì hình như vàng là
dây dẫn tín hiệu rất là tốt, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà vàng thì để cho nó qua mùa dịch, để mà tiêu, để ăn tiêu trong mùa dịch này các bác. Thế còn vàng mà em đi làm rắc loa, rắc tín hiệu thì hơi phí, đúng không ạ? Thế đấy, đấy là cái vấn đề thứ nhất về khi mà chúng ta kết nối nhiều dây thì nó sẽ bị suy hao tín hiệu. Và tiếp theo một cái nữa, chúng ta làm sai cực các bác nhé, chúng ta hàn sai cực. Đây, ví dụ như em đã hàn sẵn một cái dây đây, để tí nữa em sẽ chứng minh cho các bác xem. Cho cái dây hàn sai cực, đúng không ạ? Khi chúng ta hàn sai một cái dây tín hiệu mà chúng ta cho kết nối từ mixer xuống cục đầy, đúng không? Thì cũng rất là nguy hiểm luôn, nó sẽ làm triệt tiêu rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đây các bác nhìn đây em. Cái bên này là em hàn đúng này, đúng không ạ? Cực đỏ vào số 2 này là cực dương này, cực âm là số 3 này, còn số 1 là cực mát, đúng không ạ? Nhưng bên này em lại hàn sai này. Đây, các bác nhìn như này, các bác đối chiếu thấy đúng không? Cực âm hàn vào cực dương của bên này, cực dương hàn vào cực âm của bên này, đúng không ạ? Thì tí nữa em sẽ kết nối cái dây này vào cục đầy để cho các bác biết nó bị nguy hiểm như thế nào nhé. Nó sẽ bị tiêu hao năng lượng, thực ra là nó bị triệt tiêu âm thanh giữa loa, các loa với nhau đấy các bác nhé. Rồi, cái đấy tí em sẽ nói sau. Đấy là về cái phần, về cái việc mà chúng ta bảo là tiêu hao năng lượng, đúng không ạ? Còn khi mà các bác kết nối nhiều cục đẩy vào với nhau ấy, mà gây ra cái việc đấy là cái loa nó nhỏ lại ấy, thì nó sẽ có khá là nhiều nguyên nhân các bác nhé. Khá là nhiều nguyên nhân. Ở đây thì em sẽ sơ lược ra ba cái nguyên nhân chính các bác nhé. Chúng ta loại trừ là loa không có vấn đề gì về pha các bác nhé. Chúng ta loại trừ cái việc đấy ra, cũng là loa chúng ta đang hoạt động rất là bình thường, rất là an toàn, và đều tất cả các loa đều đồng pha với nhau hết nhé. Đây, thì bây giờ em sẽ nói về cái việc mà khi mà chúng ta kết nối nhiều cục đẩy lại với nhau mà nghe âm thanh nó càng nhỏ, đúng không? Thì cái việc thứ nhất như lúc nãy em vừa bảo, do hàn dây tín hiệu sai cực là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta làm cái dây loa kết nối từ cục đẩy ra loa là bị sai cực các bác nhé. Nên là chúng ta nhầm giữa cực âm dương ấy, đúng không ạ? Đấy là thứ nhất là do dây tín hiệu sai, thứ hai là do dây loa sai. Và một cái vấn đề rất ít bác nghĩ đến, đúng không ạ? Đấy chính là khi chúng ta ghép nhiều cục đẩy với nhau mà không cùng hãng, đúng không ạ? Ghép nhiều cục đẩy với nhau không cùng hãng thì video tiếp theo em sẽ nói về cái việc này, và em sẽ chứng minh cho các bác xem luôn. Các cục đẩy không cùng hãng với nhau cũng là không phải là tất cả các cục đẩy không cùng hãng đâu các bác. Có một số hãng người ta sẽ làm khác, làm pha khác so với tất cả các đẩy còn lại, đúng không? Thì em đang nghĩ là chắc là người ta đang cố tình giữ cái bản quyền của người ta hay sao đấy, đúng không? Để cho người ta cái cục đẩy đấy không sử dụng với cái cục đẩy khác được, đúng không? Có một số hãng cục đẩy là làm cái cực tín hiệu, mà khi chúng ta đo đạc thì chúng ta sẽ thấy pha nó bị ngược với tất cả các cục đẩy còn lại. Thì cái này trong video tiếp theo em sẽ nói cho các bác xem nha. Còn bây giờ em sẽ chứng minh cho các bác quay này. Em đang sử dụng 4 cục đẩy kết nối với nhau, trong đó có 2 cục đẩy 4 kênh này, nhưng mà âm lượng không hề bị nhỏ nhé. Âm lượng không hề bị nhỏ. Ở đây thì em đã kết nối sẵn cái phần mềm Smart V8 đây rồi. Bởi vì là khi mà các bác nghe qua cái điện thoại thì em sợ là các bác sẽ không nghe được là nó bị nhỏ, nó bị hụt như nào các bác. Thì em sẽ dùng cái phần mềm Smart này để em chứng minh cho các bác là khi bọn em kết nối nhiều cục đẩy lại với nhau nó không bị suy hao tín hiệu nhé. Khi chúng ta có dây rắc chuẩn, có nghĩa là dây rắc nó hàn đúng này, đúng không ạ? Dây rắc nó tiếp xúc tốt, hàn dây loa làm đúng. Đấy, thì âm lượng của loa nó sẽ không bị nhỏ như một số bác đã bình luận ở trên cái video lần trước nhé. Ok, xin mời các bác sang xem cái phần tiếp theo đây. Bây giờ em sẽ bật pin noise lên các bác nhé. Trước tiên thì em sẽ bật tất cả các cục đẩy đây. Em sẽ để cho tất cả các cái volume cục đẩy này, tất cả các volume cục đẩy em để 12 giờ hết các bác nhé. Đấy, sau đấy là em sẽ cho kêu tất cả lên và em chụp một cái đáp tuyến lại, chụp cái đáp tuyến sum tất cả các loa lại các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ cho pin lên này. Đây các bác nha, đây là cái đáp tuyến khi chúng ta bật tất cả các loa này.
Còn bây giờ em sẽ giảm đi một loa cho bác xem, nó sẽ nhỏ hơn nha bác nha. Đây là khi giảm một loa nhỏ hơn, em sẽ chụp lại các bác nhé. Đây là giảm hai các bác nhé, đây giảm hai loa. Đây là giảm hai loa, em sẽ chụp lại các bác nhé. Đây là giảm 3 loa này. Đây là em vừa giảm 2 loa nữa các bác nhé. Đây vừa giảm thêm 2 loa này. Sorry các bác. Em vừa giảm thêm 2 loa nữa nhé, để em sẽ vừa giảm thêm 2 loa nữa này. Mình giảm 5 loa này. Đây, em giảm thêm 2 loa nữa. Giảm thêm 2 loa nữa. Là thành giảm 7 loa này. Giảm 7 loa đúng không ạ? Đấy, thì đấy các bác biết không, chúng ta khi mà chúng ta giảm từng đầy một thì giảm từng cái loa một thì nó sẽ nhỏ lại dần đúng không ạ? Không có việc là khi chúng ta mở tất cả loa mà nó lại nhỏ hơn là khi chúng ta mở ít loa đúng không ạ? Đấy, thì đây là chứng minh cho các bác xem là khi chúng ta có này, dây kết nối chúng ta hàn đúng chuẩn này đúng không? Dây của bọn em đây là nó đang mới này, đây là cái dây kết nối của bọn em đã hàn chuẩn đấy các bác nhá. Thực ra là cái dây này nó cũng phải là đắt tiền đâu, nhưng mà đây là nó đang mới, thế nên là nó đang mới này đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng em đã hàn đúng chuẩn các bác nha. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây kết nối ấy, cái tín hiệu nó truyền đi là đầy đủ luôn, không bị thiếu hao hụt tín hiệu các bác nhá. Đấy, nhưng mà nếu như các bác khi mà những cái dây kết nối sau cục đẩy chúng ta làm ngắn lại đúng không ạ, chúng ta làm ngắn lại thì cái tín hiệu nó truyền đi càng tốt hơn, nó không bị suy hao quá nhiều đúng không các bác. Khi chúng ta bởi vì là khi chúng ta mà kết nối dây mà dây không đảm bảo kỹ thuật này đúng không ạ, hàn không đảm bảo kỹ thuật này, rồi là cái chất liệu để làm nên cái rắc tín hiệu nó cũng không đảm bảo kỹ thuật, thì chắc chắn là nó sẽ bị treo tín hiệu các bác nhá. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục so sánh giữa cái việc mà khi mà các bác kết nối nhiều cục đẩy mà nghe nó nhỏ hơn ấy, thì em sẽ chứng minh cho các bác có khả năng nhé, có khả năng các bác đã trong cái lớp dây mà các bác linh với nhau xuống cục đẩy ấy, thì có khả năng là có một sợi dây nào đấy bị ngược tín hiệu, ngược cực các bác nhá. Bây giờ em sẽ thay, em chỉ cần thay một dây thôi, không cần thay hai dây thôi. Dây rất là nhì nhằng luôn các bác, nhiều cục đẩy ấy, nhì nhằng vãi luôn ấy. Đây rồi, em thay cái dây này các bác nhé. Đấy, khi mà chúng ta dùng cái rắc Canon thì không cần giảm cục đẩy, chúng ta vẫn rút được các bác. Đây, cục đẩy em vẫn để nguyên. Này, cái cục đẩy em để nguyên. Này. Nó không bị sột soạt trong loa ấy. Đấy. Đúng không? Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục sử dụng cái pin noi các bác nhé, để các bác so sánh lại đây nha. Đây là tắt mấy cái này đi. Đây. Đây là cái tổng hợp lúc nãy này. Khi mà chúng ta xăm tất cả các loa lại các bác nhé. Các bác đừng có để ý đến đắp tuyến các bác nhé. Thực ra là vì em đang trồng một đống loa như này để nó nói về độ lớn thôi, chứ còn chúng ta không nói gì về đắp tuyến cả. Em không sử dụng con cốt con chiếc gì đấy hết nha. Bây giờ nha, chúng ta sẽ, đây là cái âm đắp tuyến âm lượng độ lớn của khi chúng ta mở tất cả loa và dây chính xác lúc nãy này. Còn bây giờ em cho một cái dây hàn sai vào nhé, để các bác xem nhé. Đây,
các bác xem vẫn là 12 giờ các bác nhé. Đây, tất cả các cục đẩy vẫn là 12 giờ, đúng không ạ? Đấy, vẫn là 12 giờ này. Đấy, rồi mixer vẫn như lúc nãy. Và bây giờ chúng ta sẽ chúng ta bật pin noi lên này, đúng không? Để các bác thấy không? Rồi, chúng ta cho một cái dây vào, nó bị hụt mất tận gần 6 dB các bác này, mà một cái khu vực rất là lớn luôn. Đây các bác thấy không? Một cái khu vực rất là lớn luôn. Đây các bác nha, đúng không ạ? Đây là cái dây ngược này. Đấy, cái đường phía dưới là dây ngược này. Khi chúng ta chỉ cần một cái dây tín hiệu ngược vào thôi đấy các bác, nó bị mất một cái mức độ này cực kỳ lớn luôn các bác nhé. Thật sự rất là lớn luôn. Đây các bác mất này, nó bị mất cái khoảng này, đúng không ạ? Còn khi mà cái dây nó đúng ấy, cái dây nó đúng tín hiệu thì cái phần nó đạt lên được rất là cao đây, đúng không ạ? Rất là cao đây, một cái khu vực rất là to này, đúng không ạ? Rất là to luôn. Nó ảnh hưởng từ tận dưới này, từ tận 30 hẹt cho đến tận 400 hẹt đấy các bác. Cực kỳ kinh khủng luôn. Cho nên em kết luận lại trong cái video này như thế này. Khi các bác sử dụng nhiều cục đẩy trong một chương trình, đúng không ạ? Sử dụng nhiều cục đẩy trong một chương trình thì cái yêu cầu để chúng ta có một cái tín hiệu hoàn hảo ấy, thì trước tiên là cái rắc chúng ta phải tốt, phải đảm bảo chất lượng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không có điều kiện để mua những cái rắc đắt tiền của hãng Newtrik chẳng hạn, đúng không ạ? Tận 250.000 hay sao á, một cái như này thôi, một cái, đúng không ạ? Không đủ điều kiện để mua một cái rắc như thế thì chúng ta nên thay mới rắc các bác nhé. Khi các bác làm cái sự kiện lớn thì bắt đầu vào sự kiện lớn chúng ta lắp rắc thì các bác nên thay cái rắc mới này. Thứ hai, cái dây tín hiệu cũng phải là dây đúng chuẩn và dây đảm bảo chất lượng các bác nhé. Dây thứ hai đó là nó có chống nhiễu này, đúng không? Có ba cực và có chống nhiễu, có cái dây mát quấn xung quanh hai cực âm dương ấy, đúng không? Đấy. Thứ ba nữa là các bác phải hàn đúng kỹ thuật. Hàn đúng âm dương và mát, đúng không ạ? Thứ tư nữa là cái dây loa các bác làm ra, làm cho đến loa các bác cũng phải làm đúng âm dương các bác nhé. Làm đúng âm dương. Đấy. Và tất cả các cục đẩy của các bác là đồng pha. Thì lúc đấy là cái âm lượng của các bác nó sẽ không bị nhỏ lại các bác nhé. Thực ra thì khi mà chúng ta làm một cái chương trình ở ngoài trời mà kết nối nhiều loa như thế thì nó rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra, đúng không ạ? Loa chúng ta có thể có trồng ở một chỗ hay không? Đúng không? Chúng ta có treo một chỗ hay không? Hay là chúng ta đây một cục cách khoảng tầm 20m chúng ta để một cục, đúng không ạ? Thì nó rất là nhiều vấn đề, thì cái đấy chúng ta sẽ nói ở cái phần khác, đúng không ạ? Đấy, nói tóm lại trong cái video này, em muốn chứng minh rằng khi chúng ta kết nối nhiều cục đẩy với nhau, dây rắc chuẩn chỉ, đúng không ạ? Cục đẩy chuẩn chỉ thì âm lượng chúng ta nhận được là một cái âm lượng lớn chứ không phải là âm lượng nhỏ, đúng không ạ? Còn suy hao tín hiệu thì có khả năng do dây rắc, rồi là do cục đẩy không đủ chất lượng, hoặc là một cái vấn đề chủ quan thôi, chứ không phải vì chúng ta kết nối nhiều cục đẩy mà bị nhỏ âm thanh các bác nhé. Ok, cái video này đến đây thôi, hình như khá dài rồi, mong các bác thông cảm nhé. Nếu mà các bác thấy video này hay và hữu ích thì xin cho em một like, một lượt đăng ký kênh và bấm luôn cái chuông bên cạnh nhé, để các bác tiếp tục theo dõi những cái video chia sẻ về kỹ thuật mà bọn em sẽ làm xong trong thời gian sắp tới đây. Nhưng mà nếu có gì không đúng hoặc là chưa hoàn thiện thì các bác cứ mạnh dạn góp ý cho bọn em ở dưới phần comment nhé. Bọn em sẽ lưu lại để học hỏi cho nó càng ngày càng hoàn thiện bản thân, để tiếp tục chia sẻ cho đến với các bác những cái kỹ thuật âm thanh thú vị nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bác thành công, có sức khỏe để ổn định qua mùa dịch này các bác nhé.